Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoac.rẻ24giờ.com. Trước khi vào video thì các bạn cho mình xin một phút quảng cáo để mình có thêm kinh phí để mình duy trì video hàng ngày các bạn nha. Và mình sẽ giới thiệu đến các bạn một shop bán hạc liên quân giá rẻ và uy tín. Shop có địa chỉ là khoac.rẻ24giờ.com. Đó, đây là giao diện mới nâng cấp của shop, rất là đẹp mắt luôn. Các bạn sẽ đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn vào phần lập tiền. Đó, các bạn chọn loại thẻ này, mệnh giá thẻ, nhập mã thẻ, nhập series thẻ và các bạn lập thẻ. Xin nhắc lại với các bạn là shop vừa nâng cấp nên là chỉ cần đợi 10 đến 15 giây là các bạn đã được duyệt thẻ rồi. Sau khi admin duyệt thẻ thì trong tài khoản của các bạn đã có tiền rồi và các bạn có thể vào để mua hạc thôi. Và có một phần các bạn chỉ cần bỏ ra 9.000 thử vận may liên quân, tức là sự đỏ đen của các bạn hãy nhấn vào phần thử vận may liên quân. Trước khi các bạn thử vận may thì admin đã thông báo là 15% ắc không đúng mật khẩu, 10% ắc vip trắng thông tin, 25% ắc trắng thông tin và 50% ắc vip có thông tin nhưng không thể rồi pass. Đó, các bạn trước khi thử vận may thì các bạn hãy đọc kỹ thông báo của admin, tránh trường hợp các bạn lại bảo là admin lừa đảo. Còn rất nhiều mục thử vận may khác, thử vận may 40k rồi thử vận may siêu VIP tận 250k các bạn có thể thử. Hoặc các bạn không muốn thử sự may mắn hay xui của mình thì các bạn có thể vào phần mua ạc trực tiếp luôn. Và đây các bạn có thể chọn tìm theo danh, tìm theo giá, tiền bao nhiêu các bạn có và tìm theo bậc ngọc thì các bạn có thể mua được một ạc ưng ý của mình. Shop còn tích hợp luôn cả bán ạc liên minh huyền thoại và thử vận may liên minh huyền thoại chỉ với 30k. Bạn nào chơi liên minh cũng có thể vào để thử vận may và kết hợp luôn bán cả quân huy và RP. Và đây là bảng giá mà admin bán, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với admin để mua giá ưu đãi còn ạ. Có một điểm mà mình rất thích ở shop đó chính là sẽ hoàn tiền 100% tất cả các ạc bị lỗi, nên là bạn nào mà mua ạc bị lỗi thì các bạn có thể liên hệ với admin để được hoàn tiền 100%. Cách để liên hệ với admin, các bạn sẽ kéo kịch xuống ở góc trái dưới màn hình sẽ có số điện thoại của admin và phần admin bôi đỏ, hoặc là bên góc phải dưới của màn hình có phần chat với chúng tôi, các bạn nhấn vào là có thể liên hệ được với admin. Và hiện tại shop đang có chương trình khuyến mại dịp Tết giảm giá 50%, nên là bạn nào mà muốn mua ạc liên quân hoặc là liên minh thì các bạn hãy nhanh chóng tậu cho mình một ạc VIP và phù hợp với túi tiền của mình trong dịp Tết này. Mình xin nhắc lại shop có tên là khoac.rẻ24giờ.com và hết thời lượng quảng cáo rồi, nên bây giờ sẽ quay trở lại với video của mình thôi. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Rất Trai chào lại cho anh em. Tôi Cường Seven chào lại cho anh em. Tôi Bộ Trưởng Lâm chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay như mình sẽ làm một cái món rất là đơn giản, không cầu kỳ. Và anh như mình sẽ làm cái món gọi là tôm hùm sống các bạn ạ. Anh như mình sẽ ăn tôm hùm sống. Anh ơi, hả? Gọi sashimi tôm hùm được không anh? Được, em có thấy sang mồm không? Gọi anh thế mới sang mồm anh. Sashimi tôm hùm. Cẩn thận méo cả mồm luôn. Hơi thì kia mình có chuẩn bị một con tôm hùm rất là to. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ như mình nha. Đây là con tôm hùm 3 cân mà mình đã mua các bạn ạ, rất là to luôn. Ồ, vãi chưởng. Quả càng chắc nó rơi tầm 1 cân đây nhỉ. Phải đến chứ. Em nhìn cái tay em trụm lại này, cả bàn tay chụm lại không bằng cái càng của nó, mà cái càng này nó rất là dày nữa. Đây. Dày vừa to, càng này thì nhỏ hơn thì nó càng nhẹ hơn. Lạng thôi, chắc được 5 lạng càng này. 5 lạng á? 5 lạng cân thì 5 lạng à. Cái này 1 lạng. Ui giời. 8 cái là 8 lạng rồi anh. Ui giời. Còn cái dâu đâu không tính à? Dâu ấy tầm 3 lạng ấy, dâu tề thiên. Và hôm nay anh mình cũng chỉ ăn có phần thân của nó thôi. Đúng rồi, mình chỉ ăn sống phần thân thôi, còn cái đầu hai quả càng anh em mình sẽ đem vứt đi. Ơ, để tôi lấu cho lợn nhỉ. Sao vẫn mua cho lợn. Đây thì toàn lợn đầu thôi. Nói đùa một chút thôi. Quả đầu hai quả càng này anh em mình sẽ đem đi để hấp xả đây, một cây duy nhất. Nghe nào khổng lồ mà hôm nay em mua thôi, cây xả. Đúng một cây. Nhưng mà chỉ cần cái con tôm hùm khổng lồ là được rồi bạn. Bạn thấy nó to chưa? Ok. Đó. Và đây mình có chuẩn bị thêm một chai xì dầu và một lọ mù tạt để anh em mình ăn sống phần thân các bạn ạ. Nó vẫn đầu này mồm. Bây giờ thì bạn Lâm sẽ tiến hành phẫu thuật luôn. Chảy nước ấy. Nhiều nước ấy. Lần đầu làm chuyện ấy nhiều nước thật. Để em cắt luôn dây ra nhỉ. Thử. Cẩn thận nó còn sống, nó cắp cho cái tay thì bây giờ nó đang đầy, nó vẫn đang một chút mình có sự sống ấy, chưa chết. Ây. Trời ơi. Ui trời. Nó uổng bắn ra. Em quên không giữ, em giữ mỗi một cái anh ạ. Cẩn thận bắn vào mặt đấy. Em giữ được đúng cái cuối cùng. Ui nhìn thịt ngon thật đấy anh ơi. Em chưa ăn tôm sống bao giờ đây. Ăn tôm sống em chưa ăn, nhưng mà ăn tôm hùm sống thì hôm nay em sẽ được ăn. Hôm nay em sẽ được thử đây. Lần đầu tiên. Hóng. Ui con này chảy nhiều nước thật đấy.
đấy, nhưng mình sẽ cho hai cái càng và cái đầu vào để hấp con ạ. Bởi vì cái càng nó cứng mà còn sống thì rất là khó đập để có thể ăn sống được, nên là sẽ cho vào để hấp. Và anh em mình hấp bằng bia con ạ. Tắm luôn. Tắm bia luôn. Vậy em cho xả vào đi. Ê, tôi cầm cả một gió, tôi cũng mất một cây. Kem làm màu thôi, nãy anh bảo... Thôi thôi, cho hết vào cho thơm đi. Đoạn đầu anh chỉ chém gió thôi. Cho hết chỗ xài vào. Em tưởng anh định hấp bằng một cây chả thật. Ừ, toàn mùi bia thơm thế nhỉ? Bạn bốc hơi lên tôi chảy. Trong lúc chờ càng và đầu được hấp chín thì anh em mình sẽ thưởng thức sashimi tôm hùm trước các bạn ạ. Thì ở đây có một bát xì dầu mù tạt mắc phê rồi. Và anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Phê thế rồi anh. Ừ, em phê chấm thử biết ngay. Thử thử luôn đi. Cố lên. Nhưng mà ngon. Ngon. Lớ sốc một tí thôi nhưng mà ngon. Cảm giác lên cái sa tế với lại cái đâu mù tạt. À mù tạt. Sa tế. Cái xì dầu nó quyện vào cái này. Cái miếng thứ ba này em phải lấy hết can đảm kìm hãm lại để không sặc đi ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức thử món sashimi tôm hùm này các bạn ạ. Anh ơi, nhìn anh em ăn mà thật. Em ngâm thế, anh ở ngoài nhá. Cho nó phê luôn đi. Hả? Ngâm vào đây một lúc cho phê luôn đi. Anh ở ngoài nhìn anh em ăn mà. Anh gọi là cứ nhuốt mãi mà không thấy trôi xuống. Anh chà, tấm ngập vào lại còn vầy đi. Đây anh ở đây. Mình mời tất cả mọi người nhá. Xem cảm giác à. Thôi anh ơi, mình đừng cố nín nhịn anh ạ. Anh cứ nói chuyện bình thường. Thanh niên cứng đấy anh ạ. Phải, bộ vầy này đi gì. Hết rồi. Không nói lên lời. Anh ơi, thật sự là hơi dí nước mắt một chút. Nhưng mà cảm giác ăn trong mồm ấy
tôm hùm sống này cảm giác giòn giòn, mát mát. Ăn cảm giác ngon chứ. Chào quả đá. Nhưng mà mát. Ăn ngon. Ăn nó sần 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 nhỉ. Kiểu như mình đang ăn thành. Ê, chấm chấm thử một phát này nhá. Cố lên. Cảm tưởng nó đang nhai sứa biển. Anh bị chua tay thế. Anh cứ phát biểu cảm nghĩ đi. Phải nhai thật mạnh đấy. Đây mà ngâm trong này nhiều lắm mày ạ. Đây là phải gấp mấy miếng trong này ăn này, em ngâm rồi. Này, cảm giác lại ăn phê xuống thật. Phê hơn là ăn chín lần trước anh em mình ăn chín. Không, anh mình thưởng thức xong cái này thì anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức thử chín. So sánh luôn. Ui đây nó vẫn dính một tạt giòn giòn nó ngon thật. Rồi nhưng người ta ăn uống phải tươi cười vui vẻ đây mình ăn uống khóc vừa ăn vừa chạy lúc nhăn nhó thấy lóng trong người quá ngứa hết người rồi lóng. Anh ở cái sứa như là trước anh em mình là làm nộm hay làm vải nhỉ? Nộm sứa. Không biết là chấm người ta ăn được nhỉ? Cái này ăn thanh thanh, ăn ngon rồi sứa, kiểu đóng chuẩn bị đóng thạch ấy. Cảm giác anh em không cảm thấy à? Lại nên tưởng ăn thạch à? Còn em thì nó ăn nó giòn giòn sần. Tôm sống con thì anh được ăn rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên ăn tôm hùm sống, ăn sashimi này. Em thì tôm sống con em chưa ăn nhưng mà đây là lần đầu tiên em được ăn sashimi tôm của mình. Nếu mà nhà hàng nào mà bán làm cái này thì gọi là đặt tên nhà hàng là nhà hàng lấy nước mắt. Thực sự bán mù tạt thì quá chất luôn. Anh em nào mà kiểu chấm vào cái bát mù tạt này không khóc không lấy tiền các bạn ạ. Đổ lệ. Đổ lệ. Gần hết chỗ tôm hùm sống này rồi. Ngon. Căn bản hình như miếng đầu tiên anh không biết kìm lén cười. Em ăn bây giờ em chẳng ám cay cay đấy. Bây giờ anh ăn này không thấy sảng nữa. Kiểu như đang quen mồm ấy. Anh ấy thôi đừng. Anh quen mồm chút nữa không còn nữa đâu anh ạ. Thôi mình cứ ăn một chút thôi, đừng quen, không quen đến lúc mà anh em ấy không có ăn lại đi tìm nhà hàng mua khó lắm. Thôi nhỉ, anh đừng cố gắng kìm hãm bản thân mình. Lão à, anh không. Hãy anh đấy, bộc phát đi. Cái cảm giác này không cần mẹ oánh mà mình vẫn khóc. Bộc phát đi anh ạ. Chảy nước mắt, tuyệt vời. Sashimi thì anh em mình đã thưởng thức hết rồi. Và bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang thưởng thức phần còn lại của con tôm hùm này. Đã được hấp chín. Thôi đợi chờ gì đó bạn. Ôi, quên rồi cả. Ui giời. Bóc to. Ui, anh ấy vẫn còn nhiều nước này. Đổ hết nước đi bạn, không tí vào gì. Anh uống nước. Ui giời. Sao không uống? Em thử ít nước. Ngon đấy. Cái nước của nó đậm đậm. Có một chút mùi bia và mùi xả. Bóc cái đầu ra, em bóc luôn cái đầu ra. Cái đầu này là anh nhìn thấy trứng với gạch thì phải. Ê, nãy anh bảo bỏ. Wow. Ui, anh này đây. Tuyệt vời quá. Ui. Đây, thử đi. Đây gạch anh. Gạch đấy. Em thử thưởng thức ra. Ui. Nước, có nước đấy. Có nước đấy. Ừ, nước đầy trong. Mời các bạn đấy à. Ui. Chấm mạnh đi. Đến lão phát này. Mời các bạn này. Cảm giác ra sao? Ui, gạch con này ăn ngon thật đấy. Không nói liền lời. Ăn thử cơm ngọt với nước này. Em ăn tôm nhiều nhưng mà lần đầu tiên. Cường ăn thử gạch chưa? Có nước đọng đọng bên trong thịt này. Nó không giống như gạch như ở ngoài đường nữa đâu anh ạ. Ít thêm một chút gạch. Lúc này ở ngoài đường là anh không ăn được mà.
cảm thấy như nào? Thơm ngon hơn rất là nhiều. Tôi thử nhé. Đây, đây được rồi. Đây để em thử quả này. Anh em thử đi. Em ăn được ít lạc. Thơm này. Anh em chấm nhiều cho nó lên tí tí. Gạch ăn ngọt đứ. Để các bạn ăn gạch là phải béo chứ. Béo ngọt ngọt đấy. Dai dai. Cái con nước cũng hơi ngọt ngọt. Nhưng mà lúc nãy anh em mình ăn như thế kia cảm giác nó vẫn ngọt hơn. Với anh ăn cái tô kia thì thấy lạnh. Tôm này thấy nóng. Tôm kia lại em muốn bùng cháy, tôm này nóng nhưng mà vẫn không thể bùng cháy các anh ạ. Tôm kia bùng cháy mạnh hơn. Em cần làm miếng á. Về. Em cảm giác là hấp nó sẽ là làm cái thịt của nó rắn nó dai hơn. Còn lúc nãy là ăn thấy giòn giòn sơ sơ. Ngon. So sánh thử hai loại này xem nào. So sánh thì tôi thấy nó ăn cái này thì cái kia có vị mát, nó ăn nó lạnh lạnh. Trời rét này ăn nó lạnh lạnh. Giống như hai loại một con tôm nhưng làm hai món khác nhau đúng không? Một con là ăn để cho ăn mát mồm, một con là ăn là ấm người. Cảm giác là nó lạ, ăn mát mát nó lạ hơn. Nhưng mà hôm nay anh lại không cho anh em ăn siêu cay mà anh cho ăn siêu sốc này. Hơi sốc đấy. Lòng bung lửa lên. Gạch nhìn đã giống cái viên gạch ngoài đường tí nào. Vậy là anh em mình đã đánh chén xong con tôm hùm làm hai món rồi con ạ. Hấp xả và ăn sống. Và như các bạn đã nhìn thấy ấy, Cường cũng đã tả là ăn hai món hoàn toàn khác nhau. Khác biệt hẳn luôn ha. Nói chung là cả hai đều ngon. Nếu như mà khi mình làm một con tôm mình kết hợp cả hai món thì ăn tuyệt vời hơn là mình làm một món ấy. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.